chuẩn của với so với cái chuẩn của anh Nhạc. Cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm xuyên. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Uyên bên này thì có gì chắc nhiều nhìn nó xíu chứ nó hiền quá là nhiều ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả ở khán phòng. Xin kính chào bạn nữ ở bên kia. Rồi, chào em. Tên là Nguyễn Hòa Nhạc, em đến từ Bình Định. Nguyễn gì? Nguyễn Hòa Nhạc. Nguyễn Hòa Nhạc. Dạ. Chà, tên đẹp quá ta. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi Nhạc? Dạ, em năm nay 32 tuổi. 32. Dạ. Hòa Nhạc làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng. Em ở Bình Định vô đây dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, em được 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Hiện nay ở đâu? Dạ, em ở Tân Phú này. Tân Phú. Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào quý vị khán giả và em chào bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ngọc Uyên. Em năm nay 30 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em đang là giáo viên ạ. Giáo viên mình dạy gì em? Dạ, em dạy trường chuyên biệt, đó là trường dành cho trẻ khuyết tật đó chị. Em dạy quận nào vậy em? Dạ em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu anh. Tức là dạy ở Vũng Tàu luôn hả Quyên hả? Dạ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Công việc của em thì hơi đặc thù, hơi cực ha. Dạ, phải chịu khó đúng không? Dạ lần đầu tiên khi mà em đi làm á chị, cái tuần đầu tiên khi mà tiếp xúc với các em cảm thấy rất là bị sốc. Khi mình dạy trên bảng thì các em ở dưới các em có thể thay đồ nè, rồi đi vệ sinh trong lớp hoặc là đánh nhau rất là nhiều. Em là đang chuyên dạy về cái nào? Dạ em dạy cả hai khối luôn chị. Dạ. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm thấy rất là thông cảm với hoàn cảnh các em, bởi vì các em rất là đáng thương. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là em vui vẻ, hòa đồng. Nên khi mà đi dạy á, em rất là hợp với các bé. Còn với lại em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Còn điểm yếu thì chắc cũng nhiều lắm chị. Em thiếu đám đông, em rất là nhút nhát và em hay mắc bệnh là nói nhanh lắm, nên nhiều khi không suy nghĩ kịp. Với lại em cũng thích nấu ăn nhưng mà cũng vụng lắm, không được khéo tay lắm ạ. Thế bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Hòa Nhạc? Dạ, nhược điểm của em là ít nói, nhút nhát, hay sợ dưới đám đông. Điểm mạnh của em thì siêng năng cần cù trong công việc, chơi thể thao và âm nhạc, không hút thuốc. Gặp em là biết âm nhạc rồi ha. Dạ. Thôi giờ em hát bài đi cho nó thấy Hòa Nhạc đi. Biểu tặng một tiết mục âm nhạc đi em. Hôm nay em cũng xin hát bài tặng Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trên chương trình. Tiếng hát của Hòa Nhạc bắt đầu. Bài hát mang tên là Lại Nhớ Người Yêu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mật. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom những đông đầy thương lòng mật. Thì hết ạ. Hết rồi đó hả? Bây giờ mình cho biết cái đường tình của em như thế nào rồi Hòa Nhạc. Em thì em trải qua 2 mối tình. Mối tình hồi em đi học ở Đà Nẵng. Sau đó thì em chia tay thì bạn gái về quê ở Nghệ An nên là không thể nào. Xa quá đúng không? Dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai cách đây 5 năm rồi. Người bạn gái của em thì trẻ hơn em 8 tuổi. Cái tính khí nó trẻ quá nên là hai đứa không có học nhiều lắm. Như vậy đây 2 mối tình rồi. Quyên trải qua mấy mối tình rồi Quyên? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình chị. Một mối tình từ thời sinh viên và mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Mối tình thứ hai cũng bởi vì khoảng cách xa quá, dạ nên cũng không đến được ạ. Anh ở đâu? Dạ ở Nghệ An rồi chị. Hai người nào cũng quen người yêu xa ha. Quen bao lâu rồi chia tay? Dạ mối tình thứ hai thì là 1 năm ạ. Dạ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đó là biết quan tâm cho gia đình. Quan trọng là bạn đó là phải có ý chí trong công việc. Về ngoại hình? Dạ, về ngoại hình bình thường cũng được chị. Tại vì bây giờ cũng ế quá rồi, không biết khéo được nữa. Em thì mẫu tìm bạn gái của em thì chăm lo gia đình, chung thủy. Dù mình làm bất cứ công việc gì mình cũng cần cụ siêng năng là được. Anh thấy cô gái bên kia là đáng trân trọng lắm. Cô làm cái công việc cũng không phải ai cũng làm được. Anh tin chắc rằng cô gái bên kia rất là cần mẫn, kiên trì, hòa đồng và nó chăm sóc rất là chu đáo. Anh chưa gặp nhưng mà anh đoán như thế đó. Chào Hòa Nhạc ha. Chào chị. Mình có dự định cái con kết hôn của mình là khoảng bao lâu nữa không? Dạ, từ đến cuối năm hoặc là năm vậy. Mình đã chuẩn bị chưa mà gấp vậy? Dạ, chuẩn bị rồi chị. Chuẩn bị hết rồi. Có làm dâu hay là sẽ sống riêng hay là như thế nào? Cuộc sống hiện đại rồi chị, nên là cưới nhau về thì mình thay phiên mình chăm lo bên nội bên ngoại, thì cũng cần gì là làm dâu. Cái mẫu người lý tưởng của em có đặt hình mẫu như thế nào không? Dạ, hình mẫu của em thì 1m50 đến 1m60. Rồi. Cân nặng bình thường đó, không có xăm hình. Không có xăm hình. Dạ. Xăm chi bự dữ vậy trời. Thiệt tình luôn, giấu bớt vô đi. Qua thăm đàn gái coi sao. Nhưng trước khi qua anh hỏi em thế này. Dạ. Cái nghề của em là nhân viên văn phòng đúng không? Dạ. Vậy thì mình có thể chuyển đâu cũng được đúng không? Dạ. Nếu như cô gái kia mà hợp với mình có chuyển ra làm văn phòng ngoài Bà Rịa chúng ta cũng được. Ok anh. Ok luôn đúng không? Được. Chào em gái. Thôi, dễ thương quá. Phải nói là khi mà anh nghe em làm cái công việc đó đó, thật sự là anh rất là trân trọng người như thế. Phải nói là hôm nay nếu mà hai bạn đồng ý với nhau thì anh nghĩ rằng là anh bên đây cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Vấn đề hai người chăm chỉ thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc ha. Rồi anh thấy ưng bụng bên đàn gái lắm rồi em trai. Ưng rồi ha. Rồi thấy được rồi đó. Không biết hai họ góp ý sao thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại một tập đoàn luôn anh. Một tập đoàn luôn, Vũng Tàu anh hả em? Dạ không, Vũng Tàu là chỉ có anh trai với lại chị dâu em. Còn ở đây là các dì với em họ em, bạn thân em cũng từ Vũng Tàu lên. Dạ rồi. Dạ mời dì. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn trai ở trên đó. Cháu Quyên nhà tôi thì chỉ tội cái là cháu hơi nhút nhát. Có thể là cháu nhút nhát cho nên là về cái phần lỡ cơ hội nhiều trong cái ví dụ như cuộc sống hoặc là trong cái cơ hội tình cảm. Nãy giờ ngồi dưới đây dì cũng thấy bạn trai bên này là cũng đứng đắn, chững chạc. Trong hai bạn là cho nhau một cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu thêm về nhau. Hy vọng là cái cuộc hẹn hò này sẽ có một kết quả tốt đẹp. Các bạn sẽ là một nửa của nhau. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn dì. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, chào chương trình, em chào chị, anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em là Trường, em là bạn thân chí cốt của Nhạc từ hồi cấp 2 đến giờ. Nói về Nhạc thì em chơi mười mấy năm rồi. Cái gì thì hai thằng cũng chia sẻ với nhau và cái gì thì cũng học tập qua lại được. Nhưng có một cái điểm nó không học tập được đó là em có gia đình, có vợ, sinh con thì nó thì riêng cái đó thì nó không học được của em. Đúng như vậy hôm nay nó mới nhờ anh Quyền Linh với chị Cát Tường là hy vọng rằng là chương trình sẽ tác hợp cho chỗ Nhạc đó có được một gia đình hạnh phúc. Nãy giờ em ngồi dưới em thấy cái cô kia đúng với ý của Hòa Nhạc không? Dạ theo em á, Ngọc Quyên ở bên này thì chuẩn của so với cái chuẩn của anh Nhạc. Cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm siêng. Nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó xíu chứ nó hiền quá là nhiều ăn hiếp nó tội nghiệp. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Trường nhiều. Rồi bây giờ hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha. Mở rào. Mẹ em chào anh ạ. Đầu tiên không có gì, tặng em bó hoa làm kỷ niệm. Dạ cảm ơn ạ. Hy vọng là cái bó hoa này thì em sẽ tinh tươi, xinh tươi. Nhưng mà như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ em tặng anh chậu sen đá với ý nghĩa là sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống với anh, cũng như là sẽ có một tình yêu lâu dài bền vững. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ em thì theo tính chất công việc của em là trong giao tiếp với lại các bé khiếm thính, các bé không nghe và nói được thì mình sẽ ra ký hiệu ngôn ngữ bằng tay. Vậy thì hôm nay em sẽ cũng muốn giấu một đoạn trong bài Giấu Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol. Rồi rất là dễ thương. Rất đặc biệt ha. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Chuyện ngày hôm nay các bạn. Hiện tại là anh làm ở đây ạ. Vậy anh có hay đi xuống Vũng Tàu chơi không ạ? Anh xuống Vũng Tàu chơi thì đi với, ví dụ như công ty có đi du lịch thì anh đi, chứ còn thực tế là anh không xách xe đi Vũng Tàu một mình, mà cũng không có ai đi hết. Thì nếu mà có dịp anh xuống Vũng Tàu chơi thì em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Có nhiều địa điểm rất là hay ạ. Thì em cảm nhận về anh, cuộc nói chuyện của anh như thế nào? Dạ em thấy anh là một người hiền lành, tránh chững chạc, chắc là một người mẫu người của gia đình ạ. Cũng giống như mẫu người em đang tìm kiếm. Chúng ta hãy cảm giác một lần nữa coi con tim mình có rung động hay không. Hai bạn tiến đến nắm tay với nhau, nhìn vào mắt nhau khoảng 30 giây và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Nắm tay thật chặt nào, nhìn về nhau để xem mắt có trong mắt hay không. Em có tin là em nói không? Dạ tin. Tay em hơi lạnh. Hơi lạnh. Anh nói gì? Thì anh đã nói hết những gì anh nói. Ủa nói chuyện riêng. Họ nói chuyện riêng. Vậy là có chuyện riêng rồi đó. Rồi, về vị trí đi hai bạn. Dạ. Được rồi, bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. 3 tiếng đếm nha. Chúng ta sẽ quyết định nha. Quyền quyết định là của các bạn. Đúng không rồi. Ai có thể thay đổi được cái quyết định của các bạn. Nếu thật sự ta rung động thì ta bấm, mà không rung động là không bấm. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2. Bấm đi. 3. Bấm. Hết thời gian. Trời ơi. Ở dưới đeo họ rất là dữ dội, chứng tỏ là hai bạn rất là xứng đôi. Hôm nay á, là bạn gặp cô gái rất là dễ thương đó nha. Thôi hôn nhau cái đi. Rồi, nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Vậy xin gì cũng như là xin ba má Quyên cho anh hôn mình một hôn. Rồi. Nhớ về thăm Quyên nha, thăm mấy cháu nhỏ nữa. Trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào. Không có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa nãy bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Rồi mời bạn giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị. Cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên lắm chị. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả các công việc trong nhà, từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép. Em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi. Có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn. Với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà, riết là nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính, nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Ăn uống nhà, vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ, khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng xách cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi. Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa? Nãy bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không vậy ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hữu xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm thì cái môi trường của em là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Rồi thứ hai là cái bản tính của em là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nữa nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó làm sao? Dạ, mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh, mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào, suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được, nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì ảnh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt, bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó nghe. Chúng nhờ cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá. Anh đến hiền lắm, nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích gái luôn á. Hy vọng rằng mở màn lên anh thích em là như thế là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tin rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à, tôi lo quá. Dạ, chào chị. Đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu anh có cảm xúc. Chất lượng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngon lành. Ngon lành. Kỳ lạ thế vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Có cô gái nào cua anh không? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn, làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh, nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Con này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng, có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, em nói được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là. Trời ơi, làm dữ vậy trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Hồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không nhiều khi chắc anh nhát thôi nha. Dạ. Rồi thôi chuẩn me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn và anh trai em. Anh ruột hả em? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu ha? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không anh. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không? Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, về nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai dạ, em có đi với ai? Em đi với ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc, bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới, nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình á, dạ, với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô như... nhận xét cô bạn gái bên tôi này nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương, dạ, nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ, dạ. Vậy chứ là tôi... anh của ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp dạ, lực không, cho ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ, dạ. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ. Đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ, nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cao đáo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng từ cô gái bên kia như thế nào. Đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm cũng như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ, đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn về thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác tình mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Tức cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. Bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ. Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống với bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè hoặc là ra quán cà phê hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những cái chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần nữa là họp mặt lại rồi cà phê rồi đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi ok, cảm ơn anh. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? Em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Anh cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi. Đúng đối tượng là bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không? Thơ tình đâu? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn, anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt, mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời cô gái của chúng ta giới thiệu trước nè. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Dạ. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Thu Anh và hiện tại thì em 26 tuổi. Còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn 1 năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh. Nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm thiết kế đồ họa. Dạ, đúng rồi ạ. Sinh năm 96. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội. Và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Dạ, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa, vừa làm xe máy điện nữa. Như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền cưới vợ đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có được ưu điểm, khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do, còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, phần còn lại thì em lo được. Đó. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc đó là khuyết điểm hay không, nghĩa là em không thích người khác chê em béo, mặc dù em biết là em cũng béo thật. Là ngoài ra thì em thích hát, mặc dù hát không hay nhưng mà thích hát. Dạ. Mình thích hát là mình hát liền một bài đi em, cho nó vui vẻ phim trường nè. Dạ vâng. Thực ra thì em có một ước mơ là nếu mà ở trong đám cưới của em thì em có thể hát, bởi vì bạn bè em bảo là chắc là chỉ có đám cưới của mày thì mới có thể hát thôi, bởi vì bình thường mà hát là mọi người về hết. Còn khi mà ở đám cưới ấy, thì chắc chắn là sẽ là người thân của em hay là anh em, bạn bè, và đặc biệt là chú rể của em, thì em có hát thì mọi người vẫn yêu thương ủng hộ nên là sẽ không về đâu. Nên là em cũng mong là mọi người, em hát xong thì mọi người đừng về nhá. Ở đây không ai dám về hết. Bây giờ để chúc hai đứa mở màn cho hai đứa hát giống như đám cưới đi, cho nó cảm xúc đi ha. À cũng được, cũng được nha. Hợp lý. Bây giờ em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em từ nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em xuất thân thì từ ở miền Trung, thì cũng học hỏi tính cách của bố mẹ từ nhỏ, thì không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm, tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh. Thì em không làm cái này thì em cũng làm cái khác. Và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị. Chứ em không thích sống một cuộc sống nó vô bổ. Dạ, thì đó là cái điểm mạnh của em. Còn về cái điểm yếu của em thì là hay xấu ngủ. Xấu ngủ ở đây có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu, thì tại vì không phải là do mình ham ngủ mà mình kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Ví dụ như về ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì về cái giường của mình để mình ngủ, để mình lấy lại sức chẳng hạn, thì cái đó là cái mà em còn cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết trơn, anh ngồi đây mệt hòn cũng ngủ luôn vậy. Tại đó tại mình làm việc nhiều quá mà không vấn đề gì cả hết. Trẻ quá mà sao để đâu dữ vậy? Tại thực sự là cũng do cái thứ nhất là em cũng muốn mình trông già dặn hơn, thứ hai là em cũng tại vì râu em ra rất là nhanh, thì cạo 1-2 ngày nó ra liền, mà em thì không có thời gian để mà cứ sáng nào cũng phải cạo thôi, em cứ để như vậy luôn. Để gì nó phong trần đúng không? Em cũng không biết nữa. Đường tình duyên của nhà gái sao nè? Cũng ế nhá, ế hơi lâu nhá. Thì nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu, chứ em ế cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất. Ngày xưa là cũng có vài mối tình từ hồi cấp 3 ấy. Cấp 3 thì em vẫn hay nghĩ là ước là mong mình lớn nhanh lên để không phải kiểu yêu đương giấu giếm bố mẹ, nhưng đến lúc mà bố mẹ cho phép thì mình không làm được điều đó. Xong rồi chắc là trong 8 năm mà ế đấy thì cũng có tìm hiểu một vài bạn. Thì gần đây nhất thì cũng có một bạn tìm hiểu được tầm 7 tháng. Nhưng mà chắc là do em cũng hơi vô tư đến mức vô tâm quá nên là nó đường ai nấy đi. Nhưng mà sau đấy thì em nghĩ là em rút kinh nghiệm được từ đấy. Phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến giờ, nên em vẫn tự tin là tức là lý do ế của mình là do mình vô tâm quá đúng không? Rồi cũng có thể là do duyên số nữa. Dạ vâng. Nhưng mà em nghĩ là phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến nay, nên là em sẽ sẵn sàng cho mối tình mới, và người tiếp theo của em thì cứ yên tâm đi, bởi vì hiện tại thì em cũng đã bớt trẻ con, cũng là bớt vô tâm, bớt vô tư rồi. Nên là để là chị nhào qua nhà trai, chị ngó coi nhà trai như thế nào, tình trường nhà trai ra sao. Dạ, em chào chị. Chào chàng trai, tôi cũng rất là thắc mắc chàng trai mà sáng không có thời gian cạo râu luôn á, em làm gì mà sáng em không có thời gian cạo râu? Dạ, tại vì tối thì em về trễ mà sáng thì phải đi dậy làm sớm, thì mình cứ quơ đại những cái gì mình có rồi mình đi ra ngoài thôi, nhiều khi cũng không kịp nhìn gương xem như thế nào rồi. Nên cũng hên là râu mọc đều đó, chứ mọc lởm chởm cái tôi không biết sao. Thật ra người trẻ để đâu thành già, còn mấy người già cho tôi cạo râu cho nó trẻ, nó ngược vậy đó. Vài bữa lớn đi, thời gian sau lớn như Hùng Linh thì mới thấy rằng phải cạo râu cho nó trẻ chút xíu. Dạ. Tình trường sao? Tình trường sao rồi? Dạ thì về tình trường của em á, thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối tình nào cũng gọi là lâu dài và bền vững. Thì chỉ có một cái đó là em tập trung vào công việc nhiều, nên đôi khi em bỏ bê bạn gái của mình, Huy của mình. Thì Huy của mình cảm thấy bị bỏ rơi như vậy, cảm thấy không được yêu thương nhiều. Rồi dần dần là cảm thấy xa cách dần dần, rồi sau đó thì cũng tan vỡ. Thì em vực nhanh lắm, em tập trung vào công việc xong rồi cái em bỏ bê về phần đó luôn, xong rồi dần dần tại em quên luôn thất tình đúng không? Em quên luôn thất tình luôn. Thì cái đó là 2 cái lý do mà xảy ra liên tiếp 2 cái mối tình của em, thì em cũng đã rút kinh nghiệm của mình. Thì tới cái khoảng thời gian này rồi thì em cảm thấy công việc thì cũng công việc thiệt, mình cũng muốn kiếm tiền này kia, nhưng mà thật sự khi mà nhìn lại thì xung quanh mình không có ai, không có người để chia sẻ này kia, thì mình dần dần mình cũng biết quan tâm yêu thương người khác hơn, để mà mình dành tình cảm cho bạn nữ nhiều hơn, thì em đang tìm kiếm cái điều đó. Rồi, tốt rồi. Nói bây giờ là thấy bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô tâm với tình yêu đó, mà hai bên đều đã ngộ ra được rồi. Ngộ ra được rồi. Giọng nói bên đây rất là lạ đó, dễ nhớ lắm á. Cô này là một cô giao tiếp cực kỳ giỏi nha. Cô ăn nói rất là dễ thương, rất là cuốn hút. Hồi nãy có gặp trong toilet rồi. Trời đất ơi, gặp đâu trong toilet? Đi toilet chung. Đi toilet chung ạ. Toilet chung hả? Bên kia cũng đang nói cũng được lắm chứ bộ. Nói chung là hai đứa trẻ năng động. Năng động, một cái cách sống có thể hợp với nhau ha. Giờ mình hỏi về gu đi. Bây giờ là đúng rồi. Gu nhà gái, gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có 2 cái thôi ạ. Là nam mà còn thở. Hả? Là nam mà còn thở. Là nam mà còn thở là đủ rồi hả em? Còn thở là thở rồi đó. thở là con đang thở rồi đó. Đúng rồi, con thở là con gỡ đúng không? Dạ, đúng. Nhưng quan trọng là con nam không biết sao thôi. Bên kia ta yêu cầu rồi còn nam. Dạ. Nam không? Dạ nhìn em là biết rồi ạ. Chưa chắc nha, mấy người để râu chưa chắc nam nha. Không gì. Không, nói chung ở đây nam, mình đàn ông, tôi nhìn là tôi thấy đàn ông. Sao biết? Nhìn là biết, kinh nghiệm. À, chút để mở coi, cô kiểm tra coi sao nha. Rồi, đơn giản vậy thôi đó hả? Thực ra con cũng nói đùa thôi, chứ là cũng có hơi tiêu chuẩn một chút, nhưng mà một chút thôi. Thí dụ? Như là Bích Phương hay nói là người hay nói như em thì thích lời kiệm, anh thích người kiệm lời. Thì em không thích Phương nên là em cũng thích người nói nhiều, vui tính là được. Thế thôi, đơn giản vậy. Bên đây nói nhiều cũng vui. Được. Có cái điều gì em không thích ở con trai không? Thực ra thì chắc là ai cũng vậy, người ta không thích người quá là keyboard ca sĩ một chút, nhưng mà em thoáng một chút là được, xong phải. Dạ vâng. Hồng cô gái này rất là hay nha, cô gái này cá tính lắm á, vui lắm đó. Còn em trai? Dạ tiêu chuẩn của em thì em rất là đơn giản, không yêu cầu về ngoại hình, nhưng về tính cách thì em muốn bạn nữ có cái trải nghiệm nhiều trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc của mình, để mà thứ nhất là khi mà mình nói chuyện thì để mà có nhiều chủ đề để mình trao đổi, để mà thứ nhất là cũng cuộc nói chuyện của mình cũng vui hơn, và cái để giúp cho em về cái phần nào về những cho em những cái góc nhìn mới để mà em phát triển bản thân hơn. Thì khi mà quen bạn nữ thì em muốn làm sao để mà cho cả hai cùng phát triển hơn, thì như vậy là có là cái hình mẫu lý tưởng của em rồi. Dạ. Đúng, hay ha, bạn này có suy nghĩ rất là hay luôn. Nói chung hai bạn trẻ cùng chí hướng đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ em đi một mình, tại vì là quê em mà cũng khá xa ấy. Em vào đây thì cũng một mình tự lập nên là em đi một mình thôi ạ. Bên kia? Nhà trai đi với ai cơ? Dạ em cũng một mình ạ. Rồi. Vậy thì hai mình nói chuyện nhau đi. Đúng đâu. Anh có món quà tặng em. Dạ em xin. Thực ra thì hôm nay em có chuẩn bị hai món quà. Nó cũng phản ánh hai mặt tính cách của em ấy. Thứ nhất là ở vẻ ngoài của em thì rất là sôi động rồi là hoạt náo. Tuy nhiên thì mọi người cứ nghĩ em là một đứa chỉ có vô tư rồi là không âu lo gì cả. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, người ta cũng có khoảng lặng riêng. Thì em nghĩ là quyển sách này nó tượng trưng cho cái mặt đấy của em. Em nghĩ là tặng sách thì ai cũng có thể tặng anh và cũng sẽ có nhiều người tặng anh, nhưng mà món quà này thì chắc là chỉ có mình em tặng anh thôi. Thì anh chọn đi, anh muốn cái nào? Sự thì anh thích sách hơn. Anh chắc chắn không? Tại vì là món quà này đặc biệt lắm ấy. Anh có thể thử lấy ra xem. Kìa mình lấy ra luôn đi. Ui. Đó là con gián. Thì thường thường mọi người thì sợ gián, thì em thì không sợ dán. Tại vì em nghĩ là mọi người anh cũng nghĩ là phụ nữ thì phải yếu mềm, nhưng mà mạnh mẽ thì có sao đâu, mình phải tự tin khoe cá tính của mình chứ ạ. Rồi mai mốt tặng chuột gì đó ha. Bây giờ nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẻ cho nó xôm tụ cái nào. Đứng lên nhìn em gái biểu diễn đó. Dạ. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để duyên hai ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Dạ, xin hết ạ. Ngược lại nào. Mọi người đừng bất ngờ quá nhá. Mọi người có thể hát cùng em nhá. Một con vịt trở ra hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn con chim đòn. Trời đất ơi. Cô gái này còn thú vị thật sự. Lộn xộn vậy đó hả? Rồi, tí cho nó vui, bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Khi mà nói chuyện với em thì chưa có tiếp xúc mà qua khuôn mặt, ngồi đây thì nghe cái giọng nói thì cũng cảm thấy khá là ưng. Tại vì trong cái mong ước của anh đó thì anh muốn tìm một bạn gái mà gọi là ở ngoài Bắc. Thì khi mà tới chương trình thì cũng khá là bất ngờ về cái phần này. Dạ vâng. Đấy là trước khi mà anh thấy em, thế còn sau khi anh thấy em rồi thì anh nghĩ là sao? Thì anh thấy quá tuyệt vời. Anh cảm ơn. Về cái ngoại hình của mình thì rất là xinh, em rất là xinh. Về cái tính cách của em thì rất là vui, tại vì anh thì khá là trầm, ít nói nên cần những lúc mà vui vẻ như vậy để mà cuộc sống nó thú vị hơn. Dạ, em cảm ơn. Còn về em thì cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh khá là chín chắn so với cái tuổi của mình bằng tuổi nhau mà. Với lại là anh cũng giỏi nữa. Không phải ai cũng có thể kiêm một lúc rất là nhiều việc như thế. Đặc biệt là em rất thích những người yêu công việc, rất là ok. Hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn. Em ở quận Tân Bình. Lúc nãy em có nghe anh bảo là muốn một người kiểu có nhiều trải nghiệm. Thì thực sự là em cũng khá là nhiều trải nghiệm. Vì trước đây thì em làm việc ở Hà Nội là 7 năm, xong rồi em vào đây 1 năm. Tức là em rất thích trải nghiệm, nên là em mới có thể dám một mình vào đây và tự lập như thế. Có một cái trùng hợp là hiện tại anh làm ở công ty cũng ở Tân Bình. Dạ. Lúc nãy là anh bảo anh có quán trà sữa ở đâu nhỉ? Ở Mỹ Tho. Em chưa đến Mỹ Tho giờ và em cũng mong một lần được đến. Thì cũng hy vọng thì thường cuối tuần anh sẽ về dưới 1-2 ngày rồi anh lên lại trên này. Thì anh cứ hay đi về thì có thể là đèo em sau lưng. Cho anh hỏi xíu là về cái người đàn ông của em á, em không thích ở họ về cái hành động gì? Em không thích một người quá là tính toán chi ly. Bởi vì thực tế là em là một người khá là phóng khoáng và vô tư, nên là người quá là chi tiết quá thì em không thích. Ví dụ như là buổi hẹn đầu tiên đi, mình có thể đi ăn đi uống, thì nếu anh trả tiền ăn sẵn sàng em trả tiền uống, chứ không phải là đến từ xe. Đấy, em không thích như thế thôi, còn đơn giản vậy thôi, chứ không có gì là nhiều. Đấy cũng khá là hay. Quan điểm hôn nhân về gia đình của mỗi bên thế nào? Thì còn về của em á, thì hiện tại là bố mẹ em thì cũng thấy các bạn bè trang lứa cũng có hết rồi. Thì về nhà cũng nói mé em, sao chưa có người này người kia. Đó thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái. Đó. Còn em thì ngày xưa em đi đám cưới của một bạn em. Bạn em bảo là trước đây tao cũng ế lắm, nhưng mà tao xem bói. Thế là xem bói kiểu gì mà vừa xem bói phát là về có người yêu xong rồi cưới luôn. Hôm trước em về Tết thì mẹ em bảo là hay là thử đi hỏi cái bạn của mày xem là thầy bói đấy ở đâu rồi, đi bói cho em để xem có người yêu hay không. Thế là em gọi điện thì em bảo thì bà thầy bói đã chuyển sang làm karaoke rồi. Sao em nghĩ kiểu trời ơi, số mình ế đến thế sao. Bố mẹ cũng khá là dục rồi đấy. Bố mẹ em thì khá là tâm lý, không phải quá là hối con có người yêu này nọ, nhưng mà thi thoảng vẫn hay trêu là bạn này có bồ rồi, bạn kia có con rồi, các thứ rồi các thế như vậy thôi. Chứ còn đơn giản lắm. Bố mẹ em thì thoải mái, vô tư, nên là tôn trọng con cái, nên là miễn làm sao em cảm thấy em tốt nhất, em hạnh phúc nhất là được. Em không quan trọng là khi nào phải nhất thiết là 29 tuổi, 30 tuổi là phải cưới. Em thì em quan điểm là đúng người là được. Đúng người là đúng thời điểm. Khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi. Thế thôi. Anh cũng khá giống em về phần đó. Thế con sở thích thì sao? Về sở thích của anh hả? Thì thích về kinh doanh, thích ngồi nói chuyện với nhau về cái công việc. Anh thích đọc sách và chơi thể thao. Thì cái đó nó chung chung, nhưng mà cái đó là đúng là cái đam mê của anh thiệt. Thể thao là môn gì? Anh chơi cầu lông. Em đánh cầu lông đấy. Đá banh. Anh biết võ. Trước kia thì anh có dạy võ. Bây giờ múa võ thưa coi. Anh dạy võ gì á? Anh võ vô vi nam. Bây giờ mình ra mình múa một bài để mình cho người yêu thấy là người yêu sẽ được bảo vệ bởi những cái đòn võ đó. Vừa múa võ vừa hát luôn rồi. Tại vì em rất là hứng thú với võ ấy. Ngày xưa em cũng đã từng đi học karate, nhưng mà em học được có 2 tháng thôi, cô giáo đi du học, thế là em không được học nữa. Và em cũng từng tập boxing. Em cũng biết chơi cầu lông. Nên là khá là phù hợp đấy. Em vừa múa võ vừa hát luôn đó. Bạn nữ hát em múa võ. Wow. Được. Hát Hoàng Phi Hồng ạ. Thôi chắc để em múa võ để mà bạn nữ cảm thấy được yên tâm, cảm thấy được có một người đàn ông che chở cho mình. Múa võ là bình thường, bây giờ vừa múa võ vừa hát hay là vừa múa võ vừa làm thơ chẳng hạn. Hay là anh vừa múa võ anh vừa đọc sách, cái quyển đó, anh nghĩ là đọc cái gì cho đặc biệt để mình làm giới thiệu với bạn gái thôi. Thôi em múa võ xong rồi em đọc thơ sau, chứ em múa võ nhiều khi em lại quên thơ nữa. Nó kỳ quá. Thôi chắc là cái gì làm thì mình tập trung cái đấy chắc là sẽ tốt hơn. Chưa gì bình tay rồi chưa. Dạ thì cái bài này là cái bài Bobby Nam, thì em cũng lâu rồi em cũng không tập, thì em chỉ nhớ cái đoạn nào thì em đánh đoạn đó thôi, để em thể hiện cái sự nam tính mà nãy anh Quyền Linh nghi ngờ của em. Rồi. Hê hê một cái, hê một cái là nam tính dễ sợ không mọi người? Hê hê. Thấy sao em được không em? Được không em gái? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ ngon lành đó. Em trai tới gần em gái thế nào? Đúng rồi. Đó. Chúng ta nắm tay em gái đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau, hai người nhìn đối diện luôn. Dạ. Hai người nhìn đối diện luôn, nắm hai tay luôn nào. Đúng đó. Rồi. Em cận 5 độ ấy. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn. Đó, đứng sát thế này thấy rõ chưa em gái? Đứng sát. Em sắc nữ nhân không nên nhìn gần. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện? Cảm nhận qua cuộc nói chuyện mình thấy cái gì? Mình nói cho nhau nghe đi. Anh nói chưa đi. Chắc là anh sẽ có bài thơ để mà thể hiện cái tâm trạng của mình lúc này. Trời ơi, viết vô tai nữa. Ok. Mai này mình đi ra biển rộng, sóng chập trùng chẳng êm đềm như sông. Chỉ cần lòng ta cùng chung chí hướng, như con thuyền tìm, như con thuyền luôn hướng về đại dương. Sorry, hơi đứng bạn nữ hơi rung một xíu về bạn này. Ta đẹp quá mà. Mình nói cảm giác chân thành đi, khỏi thơ văn gì đây nữa. Em thấy bạn nữ sao? Sau cuộc nói chuyện em thấy thì sao? Trong lòng em như thế nào? Em nói cho bạn nữ biết đi. Thật sự em khá là cảm thấy bối rối khi mà gọi là gặp, gọi là đúng người, đúng cái thời điểm như này thì mình cũng không có thể mình tin được về cái mình gặp được một bạn nữ như cái mình mong muốn như vậy. Còn bạn nữ, bạn thấy thế nào với người đối diện? Cứ nói cho bạn ấy nghe. Thực ra em thấy là anh cũng đúng, khá là đúng giống như người đàn ông mà em tưởng tượng ấy. Tức là anh có chí cầu tiến, anh có sự nghiệp mà anh muốn theo đuổi, anh cũng có sự chín chắn. Rồi chắc là cũng hơi bối rối một chút rồi khi mà gặp em, nên là em thấy rất là ok. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Hai bạn về chỗ nè. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính trái tim mình các bạn nha. Để tay vào nút bấm. Đây, chị Lan hỗ trợ. Bên đây trái nha. Chúng ta đã trò chuyện, cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nắm tay nhau, cùng trao đổi nãy giờ rất là nhiều việc. Quan trọng bây giờ chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt kiểm tra xem tim mình có đập đúng nhịp hay không. Người đối diện có phải là người sẽ cùng chúng ta chia sẻ ngọt bùi hay không? Chuẩn bị. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy Ngọc Lan sẽ đếm 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn nam bên kia bấm nút rất nhanh. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay đi nào. Bây giờ hôm nay không có người thân của bạn gái. Trên màn hình thì gia đình bạn gái đang xem đó. Bây giờ mình xin phép hai bác gia đình cho con quen với người này ha. Rồi con hứa cái gì đó, hứa với họ đi nha. Dạ thì trước tiên thì em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em hôm nay thì có cơ hội đứng tại đây để mà tìm được cái người phù hợp cho mình. Thì thứ hai thì con cũng xin cảm ơn, con xin phép hai bác ở nhà xem qua chương trình để mà làm quen bạn. Thì xin hứa thì con cũng chưa có hứa được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn nữ này ở trong này cảm thấy không còn cô đơn nữa và sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Dạ. Được rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Tớ vui lắm rồi, là ngại quá không vui rồi đúng không? Nào, một nụ hôn đầu tiên lên má đi. Dạ thôi, chắc là chỗ riêng tư thôi ạ, không thích công khai lắm. Bà đã xem trình 10 mấy năm rồi, nó là thủ tục đó. Ồ, thế là có phá lệ được không ạ? Không được, không có phá lệ được. Nào, bắt đầu đi. Một tay đi. Dạ rồi. Ôm cả. Mấy bạn ôm giống ôm xã giao quá. Dạ thì em cũng hơi bối rối, lúc đầu thì cũng hơi run nên cũng chưa có thể hiện được tình cảm nhiều. Biết đâu sau chương trình này thì em mạnh dạn hơn, em này kia hơn. Thật ra cái sự chân thành thật nhất có thể nó xuất phát từ trái tim của mình là chính. Chúng ta có nói bất cứ điều gì nó xa vời quá nó cũng không có quan trọng, quan trọng là mình sống thật bằng trái tim của mình thôi các bạn nha.